xuống không trung với độ cao hàng nghìn mét. Nếu không có sự hỗ trợ nào sẽ bị nghiền thành từng mảnh. Nhưng anh ta lại không hề hoảng sợ, ngược lại còn điều chỉnh tư thế của mình trên không trung. Bởi vì có một tên xã hội đen bên dưới anh ta. Chỉ cần lấy dù, có thể thuận lợi trốn thoát. Nghĩ đến đây, anh ta không nói một lời, lợi dụng tên xã hội đen không phát hiện ra mình, trực tiếp lao thẳng về phía hắn ta. Sau đó nhanh chóng ôm lấy hai chân của tên xã hội đen. Dự cảm được nguy hiểm, hắn ta lập tức lăn lộn trên không trung, muốn thoát khỏi người đàn ông này. Không ngờ anh ta lúc này giống như uống phải máu gà, không bỏ lỡ một cơ hội trốn thoát nào. Cho dù tên xã hội đen có đấu tranh đến đâu, anh ta cũng không chịu từ bỏ, ngược lại tìm thời cơ thích hợp, thuận lợi chộp được chiếc dù của hắn ta. Nhưng tên xã hội đen đâu dễ dàng buông tay, sống chết giữ chặt chiếc dù, không dám lơ là, lập tức bắt đầu trận chiến trên không với người đàn ông. Nhận thấy đất liền ngày càng gần, người đàn ông nhanh chóng cướp chiếc dù, một chân đá tên xã hội đen ra xa, không còn trở ngại nào nữa. Anh ta đeo dù trên lưng, thắt chặt khóa an toàn, nghĩ rằng cuối cùng bản thân cũng thoát khỏi nguy hiểm. Không ngờ ngay khi anh ta chuẩn bị hạ cánh, phía sau đột nhiên xuất hiện một tên xã hội đen khác. Nhìn khuôn mặt của ông ta cảm nhận được sự tàn nhẫn. May mắn khi hắn ta sắp đuổi kịp người đàn ông, anh ta nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng điều chỉnh tư thế lao xuống. Còn tên xã hội đen đang truy đuổi gắt gao, muốn giết chết anh ta ngay trên không trung. Hắn ta mở rộng vòng tay, trực tiếp bắt lấy hai chân của người đàn ông, sau đó dùng răng thép cắn vào chân anh ta. Nhận thấy tình hình không ổn, người đàn ông vội vàng thả dù, cơ thể lập tức phi thẳng lên như một quả bóng. Chỉ còn lại tên xã hội đen rơi xuống đất. Lúc này tên xã hội đen cũng thả dù, không ngờ dùng lực quá mạnh đã làm đứt dây dù, còn người đàn ông cuối cùng cũng thoát khỏi cái chết. Hai người dốc sức xoay cánh cửa sắt, nhưng phải nhẫn nhịn cho đến khi mặt đỏ lên. Cánh cửa bằng thép đã gì vẫn còn nguyên. Khi sự sống đang bị đe dọa, họ chỉ có thể cố gắng thử sức, cuối cùng cũng vặn được cánh cửa thép. Nhưng ngay khi họ đang vui mừng, phía sau truyền đến một âm thanh đáng sợ. Người đàn ông nhìn kỹ hơn, cách đó không xa có một con cá trình điện dài mấy chục mét đang phi đến một cách nhanh chóng. Hai người lập tức sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, vội vàng cúi đầu để tránh bị cá trình điện tấn công. Sau đó dùng hết sức xoay cánh cửa một lần nữa, nhưng dưới sự nỗ lực trong chớp mắt, cá trình điện hung dữ lại lần nữa quay lại. Cứ như vậy họ chắc chắn sẽ bị điện giật chết. May mắn dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ của hai người, lúc này cánh cửa thép cuối cùng cũng được mở ra. Nhận thấy cá trình điện sắp đến gần, họ nhanh chóng chui vào trong cabin trú ẩn, như vậy mới có thể thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Nhưng điều nguy hiểm hơn là bên trong cabin tối om, hai người sắp đặt đến giới hạn của việc nín thở. Vì thế anh bạn đồng hành lấy ra một cây phát sáng, tìm kiếm van áp lực trong cabin, sau đó nhấn một nút, mực nước thấp xuống với mức độ có thể nhìn bằng mắt thường. Cuối cùng nước cũng rút, hai người thở một cách nặng nhọc, thưởng thức bầu không khí khó kiếm được. Nhưng muốn thoát khỏi biển sâu, bắt buộc phải kích hoạt được tàu ngầm này. Sau đó người đàn ông tìm thấy buồng lái, phát hiện nơi này không hề bị hư hại, vì thế liền nhấn thử nút khởi động. Không ngờ nó thực sự có thể hoạt động, nhưng còn chưa đợi hai người vui mừng, đã lập tức dừng lại do không đủ lượng điện. Họ đến phòng phát điện kiểm tra, phát hiện máy phát điện đã bị hư hỏng do thời gian quá lâu, bắt buộc phải tìm nguồn điện lớn hơn, nếu không mãi mãi sẽ chìm đắm trong thế giới sâu thẳm này. Tuy nhiên nhìn vào con cá trình có thể phóng điện trên khắp cơ thể, hai người lập tức nảy ra một ý tưởng táo bạo. Người đàn ông chạy như bay, trực tiếp lao thẳng về phía máy bay chuẩn bị cất cánh. May mắn tốc độ mới đầu cất cánh không quá nhanh, khiến anh ta có thể đứng vững trên cánh máy bay. Để đến được cửa thép của máy bay, người đàn ông bước từng bước trong làn gió mạnh. Không ngờ một giây sau máy bay đột nhiên tăng tốc, anh ta bị trượt chân trực tiếp rơi xuống dưới. Tuy nhiên anh ta lại không rơi xuống đất, mà may mắn bám vào một lỗ trên cửa thép máy bay. Người đàn ông liều mạng hét lớn nhờ đồng đội đột nhập vào hệ thống máy bay, sau đó mở cánh cửa thép. Nhưng phi công đã đẩy cần số, tốc độ của máy bay lại lần nữa tăng lên. Nhận thấy đã đạt đến tốc độ cất cánh, người đàn ông sống chết bám chặt cửa thép, hồi hộp chờ đồng đội hành động. Nhưng máy bay lúc này đã rời khỏi mặt đất, đôi chân của anh ta lơ lửng không trung sắp không bám trụ nổi. Nếu không nhanh chóng mở cửa thép máy bay, khoảnh khắc cánh tay thả ra anh ta sẽ tan thành từng mảnh. Còn đồng bọn lúc này đã bị hệ thống máy bay làm cho hoang mang. Không lâu sau, người đàn ông được đưa lên độ cao hàng nghìn mét. Ngay khi anh cảm thấy tuyệt vọng, đồng bọn đã thành công mở được cánh cửa thép máy bay. Nhưng anh ta lại không được cứu, thay vào đó lại ngơ ngác, bởi vì cánh cửa nhỏ bên cạnh không được mở. Người đàn ông hết cách chỉ có thể nhảy đến cánh cửa thép phía sau. Sau khi đồng đội biết được chỉ có thể lần nữa bẻ khóa. Nhưng điều nguy hiểm hơn là, phi công biết được cửa máy bay vẫn chưa đóng, lập tức điều nhân viên đến kiểm tra. May mắn lúc này cửa máy bay nhỏ đã thành công mở ra. Anh ta lập tức bị hút vào trong cabin, suýt nữa rơi xuống bên dưới. May mắn anh ta đã bám chặt vào sàn máy bay, như vậy mới thoát khỏi nguy hiểm. Nhìn thấy đạn dược máy bay vận chuyển, anh ta lập tức sững sờ, chuẩn bị phá hủy chúng ngay lập tức. Không ngờ lúc này lính canh cũng đến, nhưng không phát hiện ra dấu vết của người đàn ông. Tuy nhiên ngay khi lính canh chuẩn bị cầm móc cố định, anh ta bám chặt vào thùng đạn dược,